Vâng. Tiếp tục các bạn quay trở lại với kênh của Việt Nhật Bãi TB nhé. Hôm nay video ngày 17 tháng 4 năm 2021. Em tiếp tục lên cho các bác một lô nồi cơm gồm quá 12 quan các bác. Đấy. Dung tích đều là 1 lít. Điện áp là 100 đến 110V. Đấy, hàng made in Japan đã qua sử dụng các bác nhé. Trong quy định cái hàng này thì phân khúc nó giá nó cũng rất là trung bình thôi, rẻ thôi. 5 700 thôi chứ không không cao bác nhé, không có nào tới đầu triệu đấy. Nhất là về cho các bác trải nghiệm này đấy, các bác dùng đấy rồi sau này các bác dùng quen rồi thì các bác có thể gọi là đổi đời, thay thay những cái dòng nào nó cao cấp hơn đấy. Thì em phục vụ các bác rất nhiều những cái dòng cỏ này đấy, các bác mua về dùng hay mua về tặng ấy cũng rất là hợp lý đấy. Nói chung quy là giá cả thì ít tiêu nhưng mà nói chung là hàng thì nó vẫn rất là đẹp đấy, giá rất là rẻ. Các bác đang xem kênh của Việt Nhật Bãi thì đừng quên cho em xin một like cũng như là một đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127. Bên em ship hàng toàn quốc nhé. Địa chỉ nhà em ở thôn Hồng Thịnh, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Các bác nào gần thì có thể qua. Đấy, không phải đợi các bác chờ lâu nhé. Em xin vào vấn đề giới thiệu cho các bác từng mã một. Sản phẩm này thì các bác không cần phải cọc hay là phải chìa khóa gì cả đấy, vì nó có mấy trăm thôi thì các bác cứ nhận hàng để thanh toán với bên Viettel, các bác vui lòng cộng cho em thêm mấy chục nghìn tiền ship nữa nhé. Đấy, thông báo và cho các bác như thế. Và đầu tiên là lên cho các bác một em Mitsubishi cao tần áp suất các bác nhé. Đấy. Mã sản phẩm là LG gạch ngang UE10. Đấy. Trong kiện hình thức bên ngoài cũng tương đối các bác ạ. Sản xuất năm 2010 các bác nhé. Cao tần áp suất. Đấy, Mitsubishi. Dòng cơm nó rất là mềm cơm. Đấy. Xoong này. Đấy. Lòng xoong thì bị loáng thoáng ít mèo cào với cái dập dập thôi đấy, nhưng mà để nói thì nó không ảnh hưởng gì đến chức năng của cơm các bác nhé, nên các bác cứ yên tâm sử dụng cả, không vì không vấn đề gì cả, bảo hành cho các bác 1 tháng luôn. Giòn này thì chăm chăm là giòn gạo lứt rồi các bác nhé. Đấy. Nó không nhất thiết là nó cứ vàng mà nó xì đâu các bác nhé. Đấy, nói chung là cái giòn gạo lứt ấy thì cái màu của nó nhìn thì trông nó bắn mắt, nhưng mà quan trọng là cái chức năng của nó, của nồi cơm đấy, mình dùng nó vẫn ok. Đấy. Đấy, thông báo với các bác là như thế nhé. Đấy, giòn là vàng như này. Đấy, chăm chăm là gạo lứt rồi chứ không phải là dùng lâu. Đấy, vừa dùng lâu mà vừa gạo lứt nữa. Quan trọng là bao xì cho các bác thoải mái. Hình này là qua hình lá cây bác, lá cây là cơm, là những cái dòng này nói chung là nấu cơm rất là ngon. Ok các bác nhé. Đấy, nó tắt nó đủ ấm luôn. Đúng như hôm qua em bảo các bác đấy, thì các bác nào mà chưa sử dụng đấy thì các bác có thể bảo em là dán hết tiếng Việt lên nhé, là một. Thứ hai là làm một cái tờ giấy chụp hết lại những cái tất cả những cái này, những cái chức năng ở trong này, cái chữ gì đấy. Đấy, vậy là em sẽ viết cho các bác nhé. Đấy. Thông báo với các bác là như thế. Mã số 1 các bác nhé. Mã số 1 ngày 17. 17 tháng 4. Mã số 1 nhé. Lên là một em cao tần áp suất. Đấy, lên cho các bác em này với giá là 650k nhé. Đấy. Ok các bác nhé. Mã số 1 bác nhé. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Hitachi các bác. Em Hitachi. Đấy. Cao tần. Sản xuất năm 2011 bác nhé. 2011. Đấy. Công suất tiêu thụ điện là 1.400W. Đấy.
Đấy, xoong nữa bác nhá. Xoong qua quai cầm. Đây nhá, lòng xoong bác nhá. Đấy, giòn cũng rất là đẹp luôn. Ok các bác nhé, sử dụng tất cả các bàn phím cũng như là cái nút hoạt động bình thường nhé. Đấy. Mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 lên cho bác nhà này với giá là 600k nhé. Mã số 2 bác nhé, 600k nhé. Vâng, tiếp theo là liên kết cho các bác một em Toshiba nhé. Đấy, em Toshiba cao tần. Đấy, em này nó đang bị gãy cái này bác nhé. Đấy, thì để cho bác cái giá trải nghiệm thôi, bị gãy cái này. Đấy, chung kia này nó cũng chẳng hiểu gì cho bác nhé. Có cái là nó bị gãy thì em bỏ nó bị gãy thôi. Đấy, nó đúng là như này. Đấy. Bác nào mà sản xuất năm 2009 thì bác nhé, bác nào mà không liên quan không cần mỹ thuật lắm đấy. Đấy thì các bác cứ để như vậy được, chẳng ảnh hưởng gì cả, treo trông thì cũng bình thường phải không. Đấy. Công suất tiêu thụ điện là một 1100W các bác nhé, 1100W, dòng 20A, nhiệt độ sôi lớn nhất là 128 độ C. Đấy là cái xoong, dòng tôi xoong nó rất là dày các bác nhé. Đấy, tôi xoong là cái rất là bền và dày xoong. Đấy, ok bác nhé. Doang này, các bác về nhà các bác vệ sinh như tí nhá. Các bác lưu ý thì các bác trước khi mang nhận hàng về đây, các bác cho nước vào, đấy, sau rồi các bác cho thêm 1-2 củ sả vào, đấy, cho 1-2 củ sả vào, cái củ gừng đấy, cho nó thơm cái lòi lên, xong sau cái đó các bác nấu cơm nhé, thì nó vệ sinh hơn. Mình khử hết cái gọi là cái mùi của Nhật đi. Đấy, ok bác nhé, tất cả cái làm hoạt động bình thường nhé, không có vấn đề gì xảy ra cả. Đấy, mỗi tội là gãy cái đít quai chứ thôi, gãy cái chỗ để quai. Mã số 3 bác nhé. Đấy, mã số 3 lên cho các em này với giá là 500k thôi. Đấy, ok các bác nhé, mã số 3 nhé. Mà em Toshiba, bác nào mà muốn nấu cơm dai giòn đấy thì các bác dùng Toshiba nhé. Cơm nó bóng và nó mẩy cơm hơn những cái dòng khác. Đấy. Còn cơm mềm đây, thì các bác dùng em Panasonic này bác nhé. Đấy, em này mã sản phẩm là SR-HC101. Đấy, thành vách bên ngoài cũng tương đối cũng khá là ok. Sản xuất năm 2013. Đấy, điện áp tiêu thụ điện là 1100W các bác nhé. Điện 100V. Nhiệt độ lớn sôi lớn nhất là 142 độ C. Đấy, Panavac. Xoong là cũng tạm bỏ luôn nhá. Đấy. Cái chuyện đấy là xuống thì nó không tránh khỏi được cái đít xoong nó chảy ra thì không tránh khỏi được bác nhá. Đây lòng xoong này cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, doang đây cũng được khoảng tầm 80% bác nhé. Đấy.
bác cơ mềm thì cứ pha la. Đấy. Tất cả chức năng hoạt động ok. Mã số 4 bác nhé, mã số 4. Lên cho các em này với giá là 650k nhé. Đấy, 650k bác nhé. Vâng, tiếp theo là cũng là một em Hitachi nữa các bác nhé. Một em Hitachi. Mã sản phẩm là RZ gạch ngang XC10M. Sản xuất năm 2017. Em này bị đang bị cấn nhẹ cho đít một tí nhá. Đấy. Do vận chuyển hơi cấn nhẹ một tí thôi. Đấy, cái này về các bác tháo cái đít ra. Đấy, hay là các bác nào mà chốt đấy thì bảo em tháo đít ra, em lấy ở cái là xong ngay. Công suất tiêu thụ điện là 1.400W các bác nhé. Dòng 20A. Đấy. Đây lòng xo rất đẹp các bác nhé. Rồi, lòng xo nó này. Sáng choang luôn. Đấy. Đít xoong rất đẹp luôn này. Hôm qua là video ngày hôm qua là em cũng lên cho bác một con như này trên đời, 2018. Đấy. Nhưng mà sự bác nó cũng không thể đẹp bằng con 2017 này được. Đấy, do nó còn đẹp như này các bác này. Nhìn sáng choang luôn bác nhìn. Đấy. Chúng nó tranh nhau một năm thì nó không không vấn đề gì bác nhé, quan trọng là chất lượng nó dùng như nào thôi. Đấy, ok các bác nhé. Mã số 5 bác nhé, mã số 5. Lên cho bác em này với giá là 700k nhé. Đấy, con này em này bao đẹp cho các bác. 700k các bác nhé. Giá rất là rẻ và hợp lý. Chứ cái giá tất cả nhà em hay ở đâu thế đó bán những giá cũng sàng xe nhau một tí thôi nhé. Nó không tránh khỏi được sự chênh lệch. Nhưng mà sự các bác mà đã tin tưởng rồi. Các bác đã tin tưởng rồi thì các bác ủng hộ nhà em nhé. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Mitsubishi. Đấy. Em này đã bị ra xước nhẹ một tí la lô trên mặt này. Đấy, xung quanh bị xước coi nhé. Đấy. Đấy, bị cấn nhẹ một rồi tí rồi. Em này là công suất tiêu thụ điện là 1.200W các bác nhé. Sản xuất năm 2010. Đấy. Đây là cái xoong rất đẹp luôn. Đấy, xoong rất đẹp bác nhá. Còn ngoài nó hơi bẩn tí, các bác vệ sinh, về vệ sinh thì là đẹp ngay. Các bác vệ sinh một con nồi thì nó đơn giản, nhưng bọn nhà em thực sự các bác có hàng trăm con nồi trong vệ sinh nó không được kỹ càng lắm. Đấy, xoong này bác này. Giòn rất đẹp. Đấy. Đấy, ok các bác nhé. Tất cả chức năng hoạt động bình thường luôn. Em này thì xoong xoong lượng rất là ok, nhưng ở ngoài thì nó hơi bị sức đi la lô tí các bạn, sức đi la lô tí này. Đấy. Mã số 6 bác nhé, mã số 6 ạ. Đấy, lên cho bác em này với giá là 500k thôi nhé. Đấy. Ok các bác nhé, 500k nhé. Các bác đang theo dõi kênh của Việt Nhật Bãi thì có ý kiến như nào đấy, hay nó chưa phải hay là chưa đúng thì các bác tham gia ý kiến ở trên kênh của họ em đấy nhé.
Đấy, các bác cứ viết bình luận công khai đấy, để có cái gì để em rút kinh nghiệm. Đấy, các bác cứ đông tham gia ý kiến cho em. Đấy, tiếp theo là lên tiếp cho các bác một em Nationa các bác nhé. Nationa mã sản phẩm là SR gạch ngang DG10. Đấy, em này hai mức lấu IH nhé. Sản xuất năm 2006 các bác nhé. Công suất trụ điện là 1200W. Đấy, hình thức bên ngoài cũng tương đối là rất là đẹp luôn. Mất sức nhẹ, mất đi la lô tí tí chỗ này thôi, bằng ngón tay thôi. Đấy. Đây xoong bác này, đấy xoong đẹp luôn. Đấy. Lòng xoong không vết châm cám nào bác nhé. Đẹp lét căng luôn. Đấy. Nay phán nào thì các bác yên tâm về dòng cơm mềm. Đấy, cơm mềm rất dễ lấu, rất dễ sử dụng. Rất là dân dã các bác nhé. Đấy, giòn này. Cũng xanh nét luôn, trắng muốt. Đấy, ok các bác nhé. Mã số 7 bác nhé. Đấy, mã số 7. Lên cho bác em này với giá là 650k nhé. Mã số 7 bác nhé, 650k. Đấy. Thật sự các bác là những cái dòng na này đời nó rất đời sâu tí nhưng rất là đẹp các bác nhé. Doong xoong các thứ. Đấy. Chứ không phải là cứ đời sâu mà các bác sợ nó hỏng hay nào cả. Sự bác nếu nó hỏng thì nó đã hỏng lâu rồi. Đấy, mà còn dùng được đến bây giờ thì các bác cứ yên tâm thôi. Đấy, tiếp tục chương trình là lên tiếp cho các bác là một em Tiger các bác nhé. Mã sản phẩm là ZKL gạch ngang H. Đấy, em này là song gốm. Đấy, sản xuất năm 2010. Điện áp tiêu thụ là 1180W. Đấy. Đấy, em này thì nó là song gốm các bác. Đây giòn đây các bác nhé. Đấy, giòn cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Trong này nó bị mất cái lớp sơn rồi bác nhé. Nhưng nó không ảnh hưởng gì cả. Nó ở trong này, ví dụ như này các bác nhé. Đấy, đặt này là ở trong này thôi. Chả ảnh hưởng gì cả. Cái màu sắc thì nói chung là nó theo thời gian 5 tháng thì nó bị bao hao mòn cái sơn đi thôi. Đấy. Đây xong gốm nhé. Đấy, xong gốm bác này. Đấy, các bác không cần này về thì nó không cần phải nấu cơm. Đấy, các bác có thể kho thịt này. Đấy, kho thịt, kho tàu. Đấy, kho cá các thứ thì vô cùng là ngon luôn. Rất là hợp vệ sinh và đất và không phải đun củi đun củng gì nhá. Đấy. Đấy, xong gốm cái này cẩn thận bác nhá, rơi là nó vỡ dừa đấy nhá. Hơi sức trên cái viền này tí này. Nhưng mà không quan trọng bác nhá, lòng trong nó vẫn cứ đẹp. Đấy, các bác về dùng thì vẫn tẹt bô. Nhưng mà hạn chế lưu ý bác nhé, là rơi là vỡ. Đấy, ok bác nhé, tất cả chức năng, rất nhiều chức năng. Đấy, các bác có thể là trông nó khó sử dụng quá thì các bác bảo em nhé, em sẽ vào phần dịch thì em dịch hết cho các bác, ghi ra tờ giấy cho nó dễ. Đấy, ủ ấm đây bác này. Đấy. Mã số 8 bác nhé, mã số 8. Đấy, lên cho bác em này với giá là 750k nhé. Đấy, mã số 8 bác nhé, 750k nhé. Vâng, tiếp theo nữa cũng là một em Mitsubishi cao tần áp suất. Đấy. Hình thức cũng rất là đẹp này.
sản xuất năm 2009 các bác ạ. Công suất tiêu thụ điện là 1200W. Đấy, nhiệt độ sôi lớn nhất là 127 độ C. Đấy, hình thức quá nha. Tương đối rất là được khoảng tầm 80%. Đây xoong này bác nha. Đấy. Đấy, lòng xoong thì hơi loang thoáng thì chảy xước tí thôi. Đấy. Bít xoong này thì nói chung kia nó không tránh khỏi được. Để lên để xuống nhiều. Đây, cao tần áp suất bi. Đấy, gioăng thì cũng gọi là rất là thâm. Đấy. Có sao em bảo như thế các bác nhé. Đấy, nhưng mà ba xì cho các bác luôn. Đấy, màu sắc thì nói chung là mỗi người một màu, khả năng nhiều các bác thích cái màu thâm này chẳng hạn đấy nhá. Không nhất thiết cứ phải màu trắng. Đấy. Nói chung là nó gạo lứt thôi, còn gioăng nó vẫn cứ rất là mềm. Đấy không? Rất mềm mại. Đấy, ok các bác nhé. Đây là nút chọn gạo bác nhé, nút chọn gạo này. Đấy, nút menu điều chỉnh các bước lấu nhé. Đấy, chắc hết ok cho các bác rồi. Mã số 9 bác ạ, mã số 9 nhé. Đấy, lên cho các bác này mới giá là 600k thôi. Cái này các bác về các bác lấu gạo lứt ăn các bác nhé. Đấy, bây giờ chúng tôi để nói những người béo hay như nào đấy, hay là tiểu đường nên các bác ăn gạo lứt này là rất là hợp lý. Vâng, tiếp theo tiếp lên tiết cho các bác một em Toshiba nhé. Đấy, một em Toshiba cao tần, công suất tiêu thụ điện là 1250W. Đấy, sản xuất năm 2003. Đấy, đời rất sâu nhưng mà hình thức trông vẫn rất là chắc chắn bác nhé. Đấy, công nghệ của Nhật thì nói chung là làm những cái nước sắt mấy cái thứ là nó rất ít là han. Đây gioăng đây bác nhé. Đấy. Đấy, cơm khô thì cơm bóng mẩy thì các bác cứ dùng tô nhé. Đấy, còn cái gì ở đây này. Đấy, nguyên cái tem của nó nhé. Đấy, về vệ sinh chưa bóc ra chứ không phải sao các bác nhé. Đấy. Nguyên cái tem dán vào đây. Đấy. Đấy, xoong rất lặng. Dòng tô thì xoong rất là đẹp. Đấy. Rất bóng các bác nhé. Lòng xoong. Đấy. Đấy. Ok các bác nhé. Tất cả chức năng hoạt động vẫn bình thường. Mã số 10 bác nhé. Mã số 10 ạ. Đấy, lên cho bác em lấy với giá là 700k nhé. Mã số 10 bác nhé. 700k nhé. Tiến ra kia. Chui ra đi ra kia cắt hết lò cơm vào bộ. Không được chạy nhau. Xếp gọn hàng. Vâng, tiếp theo lần tiếp cho các bác một em Tiger đốt cơm cháy bác. Đây là đốt cơm cháy các bác. Không được chạy nhau. Đấy. Sản xuất năm 2012 các bác. 2012. Công suất tiêu thụ điện là 1210W. Em này đang bị sức nhẹ thì la lô bác nhé. À, đấy. Thì sức nhẹ thì la lô cho này.
Đấy, ít thôi, ít đi thôi. Đấy. Bác nào cơm cháy thì dùng những loại này cũng rất là dân dã, rất là dễ dùng. Đấy. Đấy, giòn đây các bác nhé. Đấy. Đấy, cái phần này nó bị ố bác nhé, nó bị ố. Đây lòng đây bác nhá. Lòng sau thì cũng tương đối cũng khá là ổn. Đấy, đít xong thì bị chảy lớp đít sơn này. Đấy, làm rất chi tiết rồi để cho các bác xem nhá. Rất chi tiết để cho các bác xem nó được rõ hơn. Đấy, các bác chọn vào cái lớp nút menu nhé. Các bác chọn đúng vào cái ô vuông của cái hình này, có chỗ ô vuông này, chỗ thứ hai này. Đấy. Đấy. Thì các bác ấn vào đây. Đấy, nó sẽ hiện cái nút cơm cháy này lên. Chứ nó chỉ có xôi cháy và cơm gạo trắng có cháy bác nhé. Đấy. Đấy, thì bác ấn vào cơm cháy vào đây, các bác ấn nút lấu. Đấy. Thế là các bác tí cơm nó cháy đen. Ăn dần rất là ngon các bác nhé. Đấy. Đảm bảo các bác là ăn cơm cháy này rất là tuyệt vời luôn. Mã số 11 ạ. Đấy, lên cho các em này với giá là 600k thôi nhé. Ok các bác nhé, mã 11 nhé. Vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay thì lên tiếp cho các bác một em Toshiba cao tần. Đấy. Công suất tiêu thụ điện của em này là 1100W các bác nhé. Dòng 20A, nhiệt độ sôi lớn nhất là 128 độ C, sản xuất năm 2004. Đấy. Đấy, xoong rất là nặng luôn. Đấy, dòng tô đây em lần đầu tiên em đã bảo rồi phải không? Rất là dày và nặng. Đấy, lòng xoong đây. Đấy. Nhiệt độ của nó thì nói chung là nó giữ được lâu hơn. Đấy. Xoong đây bác nhé. Đấy. Tất cả những cái xoong này về thì các bác vệ sinh kỹ hết đi một lần nhé. Bắt đầu là các bác cho xả, cho gừng, đấy, cho chanh, cho quất vào. Đấy, các bác đun sôi lên cho em khoảng 2 lần. Đấy, xong rồi là các bác bỏ gạo vào lấu, nó sạch sẽ, vệ sinh. Nói chung quy những hàng này để lâu thì nó kiểu gì các bác mà vệ sinh nó không được kỹ ấy, thì một hai cái mẻ đầu của cơm ấy, thì kiểu gì nó cũng bị gọi là hôi các bác nhé. Đấy, theo kinh nghiệm mà của nhà em thì em bảo các bác như thế. Đấy, ok các bác nhé. Mã cuối cùng các bác nhé, mã cuối cùng mã số 12. Đấy, lên cho bác em này với giá là 700k nhé. Ok các bác nhé, mã 12 700k nhé. Đấy, các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127 các bác nhé. Đấy, bên em ship hàng toàn quốc luôn. Đấy, sản phẩm này các bác nhận hàng để thanh toán ở bên Viettel. Đấy, các bác vui lòng cộng cho em cái tiền ship vào nhé. Đấy. Thì nói chung là chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Đấy, các bác mỗi người hộ em một tí. Đấy, video của em đến đây xin được kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai. Và chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh của Việt Nhật Bãi TV trong suốt thời gian vừa qua nhé. Đấy. Và em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.